các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Amina Beauty Official. Hôm nay thì mình xuất hiện trước camera với cái gương mặt mọc mà nó cũng hơi là tái bợt, tại vì hôm nay lâu rồi, thật sự là khoảng thời gian gần đây là mình cũng khá là bận, cho nên là mình cũng hơi lơ là cái việc skincare một chút xíu. Cho nên là hôm nay mình sẽ cùng skincare với các bạn, cũng giống như là mình trò chuyện một chút xíu, tâm sự một chút xíu về mình thấy là cái video clip mà mình giới thiệu một số sản phẩm về bones á, thì có một số các bạn cũng đặt cho mình một vài câu hỏi, thì sẵn đây nhân dịp mình skincare thì mình cũng sẽ trả lời cho các bạn chung luôn, cũng giống như là những bạn nào mà đang rất là thắc mắc và lo lắng về làn da của mình thì chúng ta cùng xem hết video nha. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nè. Với da của mình á, bình thường thì là da thường, nhưng mà những cái thời tiết gần đây là mình hay cảm thấy là da của mình nó hơi bong tróc những cái vảy, thì có thể là các bạn, nếu mà các bạn có cái hiện tượng giống mình á, thì là các bạn phải tẩy tế bào chết nha. Thì rất là lâu rồi, cũng giống như là khoảng 1 tháng nay, 2 tháng nay là mình quên hẳn cái việc tẩy tế bào chết luôn. Cho nên là việc đầu tiên trước khi skincare là các bạn xem là da các bạn có những cái vảy sừng bong tróc hay không, thì chúng ta phải tẩy tế bào chết. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ tẩy tế bào chết, thì ở đây mình có một cái chai gel Gubuntro tẩy tế bào chết này, peeling gel này. Thì cái bước này mình đã làm rồi để tiết kiệm thời gian ha. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một sản phẩm tẩy tế bào chết nào mà các bạn có. Tuy nhiên là cái sản phẩm đó nó phải thực sự hữu ích, là các bạn sẽ thấy được cái làn da của mình nó sáng bóng và nó mịn màng sau khi mà các bạn tẩy tế bào chết nha. Sau khi các bạn tẩy tế bào chết xong thì chúng ta sẽ rửa mặt thật là sạch bằng sữa rửa mặt. Thì ở đây mình có sữa rửa mặt của Bones màu xanh dương với màu xanh ngọc bích này. Thì ở đây là Mineral Clay Face Cleanser. Thì dạng này là sữa rửa mặt đất sét, các bạn có thể rửa mặt hai cách. Thứ nhất là các bạn có thể bôi trực tiếp lên da, tạo một cái lớp mặt nạ đất sét và các bạn để từ 1 đến 2 phút, sau đó các bạn sẽ rửa thật sạch với nước. Hai là các bạn có thể tạo bọc với em này và các bạn rửa trực tiếp lên da luôn. Thì đây, màu xanh này các bạn có thể thấy là mình sẽ để hình ở trên này, mình sẽ có 3 em là màu hồng, màu xanh và màu đen nha. Thì mình đã sử dụng em màu hồng rồi trong video clip mà mình chia sẻ là 4 sản phẩm đến từ Bones. Và em này là em màu xanh dành cho những bạn nào mà da nhờn, đổ dần nhiều. Và em này sẽ làm sạch sâu và kiểm soát dầu tốt. Thực ra là mình sử dụng thử xem như thế nào, thì thật sự là da của mình không phải là da dầu, nó không đổ dầu quá nhiều. Cho nên là khi mà sử dụng em này thì mình cảm thấy là da của mình nó khô hơn và nó bong tróc nhiều. Cho nên là sau lần này mình sẽ không sử dụng màu xanh nữa. Thì trước đó thì mình sử dụng màu hồng, thì mình cảm thấy màu hồng nó phù hợp hơn, là giúp cho các bạn da trắng hồng và không quá nhạy cảm. Còn nếu như da bạn nào nhạy cảm quá thì các bạn có thể tham khảo một số sản phẩm dành cho da nhạy cảm hoặc là da mụn nha. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng toner sau khi chúng ta đã sửa rửa mặt xong. Thì hai bước đầu mình đã hoàn tất rồi để tiết kiệm thời gian. Và bước thứ ba thì mình sẽ sử dụng em toner quen thuộc của mình. Em này là White Beauty Toner của Bones. Em này mình đã review rất là kỹ rồi. Thì thực ra mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bước mà mình mới vừa gọi là thử nghiệm gần đây, mình cảm thấy rất là hiệu quả. Đặc biệt là những bạn nào mà có lỗ chân lông to giống mình, các bạn thấy lỗ chân lông của mình khá là to ha. Thì nếu như bạn nào mà mong muốn lỗ chân lông của mình được xoay khít lại và có hiệu quả nhanh hơn, thì các bạn thay vì là mình bỏ mình đổ toner ra cái bông tẩy trang và mình thoa đều lên mặt, thì các bạn có thể bỏ toner ra bông tẩy trang và mình sẽ để lạnh. Các bạn có thể để ngăn đá hoặc là ngăn đá thì trong một thời gian ngắn, còn ngăn lạnh thì ngăn mát thì các bạn để khoảng tầm 30 phút là mình có thể sử dụng được rồi ha. Mình sẽ bỏ toner ra thấm đều bông tẩy trang như thế này, các bạn cảm thấy nó ương ướt là được rồi ha. Mình sẽ bỏ cái toner ra 3 miếng bông như thế này, thì các bạn sẽ có một cái đĩa mình sẽ bỏ ra. Tại sao là 3 miếng? Là tại vì mình sẽ đắp hai phía ở phần gò má của mình. Thì ở phía bên phần gò má là những cái lỗ chân lông của mình, cái phần diện tích nó nhiều và lỗ chân lông của mình nó to. Và phần trên trán là phần dễ đổ dầu và lỗ chân lông cũng to, cho nên mình sẽ đắp 3 miếng, 2 miếng ở đây, 1 miếng ở đây. Thì các bạn sẽ bỏ ra như thế này nha, và mình sẽ bỏ tủ lạnh. Thì để tiết kiệm thời gian thì mình đã bỏ tủ lạnh trước rồi và chúng ta sẽ cùng đắp nha. Các bạn ơi, sau khi mà mình đã bỏ tủ lạnh xong, mình lấy ra thì mình nhớ là mình bọc lại để cho nó giữ lạnh và cũng giống như là không có bị nhiễm khuẩn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đắp 3 miếng trên mặt của mình nha. Thì đây là mình đã thấm rồi, mình sẽ đắp như thế này. Và vừa mới lấy trong tủ lạnh ra thì nó sẽ rất là lạnh, các bạn đắp lên rất là đã luôn các bạn. Thì mình sẽ đắp 2 miếng ở chỗ khu vực gò má như thế này, là để cái phần lỗ chân lông của mình nó to nhất á. Và 1 miếng ở trên trán. Ok, như vậy là sau khi mà mình đã đắp xong, các bạn sẽ để khoảng tầm 5 phút sau mình sẽ trở mặt.
và 5 phút sau nữa thì mình sẽ bôi đều cái phần toner còn sót lại và đều khắp da nha. Như thế này thì toner nó sẽ ngấm vào da của các bạn. Thì sau đó thì mình sẽ qua bước tiếp theo nha. Sau khi mà mình đã đắp khoảng tầm 10 phút xong thì sau đó các bạn sẽ lấy hai phía bông tẩy trang của mình và mình sẽ bôi những cái phần còn lại và ở dưới cằm nè, ở phần nhân trung, và mình sẽ bôi đều ở hết hai phần má của mình nha. Miếng trên trán thì các bạn cũng sẽ bôi đều hết khắp trán nha. Các bạn ơi, như vậy là mình đã vừa sử dụng toner xong. Thì mình sẽ để tầm 3 phút để cho toner khô và se lại. Thì các bạn sẽ cảm nhận được là da của mình sẽ săn chắc lại nha. Bước tiếp theo thì các bạn có thể sử dụng một trong những sản phẩm sau đây. Thứ nhất là kem dưỡng ẩm, thứ hai là kem dưỡng da, và thứ ba là các bạn sẽ đắp mặt nạ. Thì mình nghĩ là nếu như các bạn đã sử dụng một trong ba em này rồi thì các bạn không cần thiết phải sử dụng hai hoặc là ba em này cùng một lúc. Có nghĩa là có một số bạn thì thắc mắc là tại sao mình có thể sử dụng kem dưỡng ẩm, sau đó mình lại sử dụng kem dưỡng da nữa hay không, thì mình cảm thấy nó hơi bị dư thừa đó. Tại vì trong kem dưỡng da chắc chắn nó sẽ có phần dưỡng ẩm rồi, và trong đắp mặt nạ thì trong mặt nạ sẽ có những dưỡng chất như là dưỡng da, dưỡng ẩm luôn. Cho nên các bạn mà bôi kem dưỡng da xong rồi các bạn lại đắp mặt nạ nữa, hoặc là các bạn đắp mặt nạ xong rồi các bạn lại bôi kem dưỡng ẩm nữa, thì có vẻ giống như là quá nhiều dư thừa. Mà dư thừa thì chắc chắn là nhiều khi những cái thành phần nó đụng nhau thì nó sẽ không có tác dụng nữa. Cho nên là sau bước toner thì các bạn có thể chọn một trong ba sản phẩm mà mình vừa mới nêu. Thì ở đây mình sẽ đắp mặt nạ nha. Thì mình vừa mới được một người bạn tặng một chiếc mặt nạ rất là xinh xắn. Thì ở đây mình có là mặt nạ collagen. Em này sẽ là Collagen Real Essence Mask Pack Soothing and Moisture. Thì có là cung cấp dưỡng ẩm, thì các bạn cũng thấy là vừa collagen, vừa moisture, vừa smoothing. Thì nó là cung cấp làm mượt da, cung cấp ẩm, cung cấp nước và khiến cho da mềm mịn. Thì mình nghĩ là đã đắp mặt nạ rồi thì các bạn không cần phải xức kem dưỡng ẩm hay là kem dưỡng da nữa ha. Thì chúng ta sẽ cùng đắp mặt nạ nha. Và trong quá trình đắp mặt nạ thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn nha. Một điều lưu ý là khi mà các bạn đắp mặt nạ thì mình nghĩ là các bạn nên bỏ mặt nạ vào trong tủ lạnh trước. Sau đó thì mình lấy ra và mình đắp. Thứ nhất là nó sẽ cái lỗ chân lông này. Thứ hai là những cái dưỡng chất của mình nó thấm vào da, làm cho da mình rất là mát và rất là thoải mái các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu trả lời câu hỏi đầu tiên nha. Thì có bạn hỏi mình là chị ơi cho em hỏi mình skin care hàng ngày được không? Thì mình nghĩ là skin care hàng ngày rất là tốt các bạn. Thực ra là skin care hàng ngày tùy vào những cái sản phẩm. Ví dụ như kem chống nắng, toner các bạn sử dụng hàng ngày không sao cả ha. Còn đắp mặt nạ thì mình nên cách ngày, hoặc là kem dưỡng da thì các bạn nên sử dụng cách ngày. Còn nếu mà ngày nào cũng sử dụng á thì các bạn tùy xem cái da của mình nó có phù hợp hay không. Nếu mà ngày nào cũng sử dụng thì có khả năng là mình sẽ bị lờn sản phẩm nha. Và cũng có một số trường hợp các bạn chia sẻ là có một số sản phẩm nó sẽ làm cho da mình mỏng đi. Cho nên để cho cái hiệu quả tốt nhất thì các bạn sẽ cách ngày. Có một số ngày các bạn nên để cho da mình thở nha các bạn, thì nó sẽ tốt hơn. Câu hỏi thứ hai là chị ơi mình rửa mặt xong sử dụng dưỡng ẩm rồi sử dụng kem dưỡng có được không? Thì hồi nãy mình có trả lời rồi ha. Các bạn rửa mặt xong mình sẽ sử dụng toner và hoặc là kem dưỡng hoặc là tinh chất serum. Ok, sau đó các bạn sử dụng kem dưỡng. Còn nếu mà các bạn sử dụng toner xong rồi kem dưỡng rồi dưỡng ẩm rồi đắp mặt nạ liên tục nhiều bước như vậy á, thì có một số thành phần nó sẽ lặp lại hoặc là nó quá nhiều dư chất, thì nhiều khi da của mình nó bị bích á, thì nhiều khi là có thể gây mụn ẩn nha các bạn. Cho nên các bạn cũng nói chung là tùy theo cái tình trạng da của mình nha. Tiếp theo là mình sử dụng kem Pond's ban ngày cho ban đêm được không? Thì như các bạn có theo dõi video clip mà trước á, thì mình sử dụng kem Pond's ban ngày cho ban đêm, thật sự là như vậy. Tại vì có lần mình đã sử dụng kem ban đêm rồi, và nếu như bạn nào để ý thì kem ban đêm của mình nó sẽ dính hơn và nó không có khô tiệt vào da nhanh như là kem ban ngày. Cho nên để có một cái giấc ngủ mà nó thoải mái, các bạn có thể lăn tới lăn lui và thậm chí da mặt của mình sẽ ập vào trong gối, đúng không? Thì mình thích sử dụng kem ban ngày và dành cho ban đêm, mình không sử dụng kem ban đêm nữa các bạn. Thì mình cảm thấy là da của mình khô ráo thoáng, và khi mà sáng sớm ngủ dậy thì mình thấy da căng căng và nó trắng hồng thật sự luôn, giống như là nâng tông da luôn các bạn.
thì nếu như bạn nào hợp thì các bạn có thể sử dụng giống mình thử xem nha. Có một bạn hỏi mình là Bones có loại nâng tông da mình xài buổi tối hay buổi sáng? Buổi sáng thì mình thoa kem ban ngày, có cần thoa kem nâng tông da hay không? Thì thật ra là các bạn có thể chọn một trong hai. Nếu mà sử dụng kem nâng tông da rồi thì không cần phải xài kem dưỡng nữa. Còn nếu sử dụng kem dưỡng thì thực sự bản thân mình đang sử dụng kem dưỡng da ban ngày của Bones. Thì khi mà các bạn bôi lên, các bạn đã thấy da của mình đã được nâng lên một tông rồi. Cho nên là mình nghĩ là các bạn chọn một trong hai thôi, chứ không cần thiết phải sử dụng hai sản phẩm cùng một lúc đâu ha. Tiếp theo là có những em mới có 12 hoặc là 13, 14 tuổi hỏi mình là tuổi 12, 13, 14 có sử dụng Bones được không? Thì thực ra là theo như cái lúc mà mình mới dậy thì, hoặc là cái tuổi các bạn 12, 13, 14, 15 là đã tuổi đang phát triển mà tuổi dậy thì rồi, thì các bạn cần chăm sóc da mụn dành cho tuổi dậy thì. Mình nghĩ là có một số sản phẩm, trên sản phẩm sẽ có ghi thành phần có thể sử dụng cho độ tuổi bao nhiêu, hoặc là có những thành phần mà cần độ tuổi lớn hơn, hoặc sau đó thì các bạn nên tham khảo kỹ. Với những độ tuổi mà vị thành niên thì mình nghĩ là các bạn đã cần nên chăm sóc da rồi ha. Tại vì lúc này da của các bạn sẽ có thể là nổi mụn nhiều nè, đổ dầu nhiều, thì các bạn nên chăm sóc da kỹ, tránh trường hợp là mình lấy tay trực tiếp mình đụng lên da mặt khi mà da mặt đang đổ dầu, hoặc khi còn có mụn mà các bạn nặng mà không có bất kỳ một cái thiết bị nào thì có thể là sẽ gây tình trạng nặng hơn. Đối với những bạn nào mà da quá nhạy cảm, hoặc là những bạn đang tuổi dậy thì cần skin care, mình nghĩ là như vậy. Cho nên là các bạn có thể tham khảo, nếu như các bạn cảm thấy Bones hợp với da, không gây kích ứng da, mình sử dụng cảm thấy tốt, da của mình được cải thiện thì các bạn cũng có thể sử dụng được, không vấn đề gì ha. Tuy nhiên một số bạn cứ hỏi mình là sử dụng sản phẩm Bones có hợp hay không, chỉ có cảm thấy như thế này như thế kia, thì thật ra là không ai có thể cảm nhận được bằng chính bản thân các bạn. Cho nên là các bạn phải tự mình trải nghiệm, tức là các bạn phải sử dụng sản phẩm trực tiếp thì các bạn mới biết là có hợp da hay không. Tại vì đối với mình đó, nhiều khi sản phẩm này mình hợp, nhưng mà những sản phẩm này thì có một số bạn thì lại cảm thấy không hợp. Thì tùy vào cơ địa. Mình đã có một số bạn mình thấy toner của Bones, đây cái chai mình đang sử dụng đây, là mình không có vấn đề gì cả, nhưng mà có một số bạn sử dụng là nổi mụn, hoặc là bị kích ứng da. Thì tức là tùy cơ địa mỗi người, có thể là da các bạn quá nhạy cảm mà không có phù hợp vào một số cái thành phần của sản phẩm. Cho nên các bạn có thể tham khảo rất là nhiều dòng sản phẩm, cũng giống như là các bạn nên lên web chính hãng của sản phẩm mà các bạn quan tâm, mình đọc kỹ thành phần, cũng giống như là đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng, và phải trực tiếp bôi lên da của các bạn thì các bạn mới biết là có hợp hay không nha. Cho nên là hy vọng là bạn nào mà còn đang thắc mắc lăn tăn thì có thể tham khảo nhiều. Cũng giống như là mình phải sử dụng thì mình mới biết được là tìm cho mình cái sản phẩm mà phù hợp nhất nha. Các bạn ơi, như vậy là sau một khoảng thời gian thì bây giờ mình có thể tháo cái mặt nạ này ra để xem dưỡng chất như thế nào nha. Các bạn để khoảng tầm 15-20 phút. Khi mà các bạn tháo ra thì các bạn thấy cái dưỡng chất của mình đó, là cái lớp mặt nạ mình nó hơi khô se lại, tức là dưỡng chất đã thấm lên da rồi nha. Ok, thì các bạn thấy da của mình nó rất là bóng và cái dưỡng chất rất là mịn luôn. Mình không cảm thấy rát, không cảm thấy nóng mặt. Có một số mặt nạ mà khi mà các bạn đắp vào một, để một chút xíu mà các bạn thấy mặt của bạn đỏ ửng lên hoặc là nóng rát thì có nghĩa là cái mặt nạ đó không phù hợp. Thì mặt nạ này mình cảm thấy rất là mát nè, và làm cho da của mình kiểu như là nó rất là sạch và cái dưỡng chất đang thấm dần. Và cái bước tiếp theo của mình sẽ là chăm sóc môi nha. Thì các bạn có thể chăm sóc môi ngay trong lúc mà mình đắp mặt nạ cũng được. Thì cái em Vaseline quen thuộc này của mình đây, nhỏ một cái vỏ nha các bạn nha. Thì các bạn có thể chăm sóc môi, mình có thể sử dụng em này và mình có thể để qua đêm nha các bạn. Có nghĩa là ngủ á, mình thường có thói quen là mình sẽ bôi Vaseline trước khi ngủ. Thì sáng hôm sau mà khi mà các bạn dậy rồi các bạn đánh răng rửa mặt thì những cái mảng da chết và những cái lớp bong tróc ha, hoặc là bạn nào mà đánh son tint, đặc biệt là đánh son tint, các bạn có thể bôi một cái lớp Vaseline này thật là dày nha. Sáng ngày hôm sau bảo đảm là cái lớp màu son tint sẽ không còn luôn nha. Các bạn ơi, như vậy là mình đã vừa skin care, cũng giống như là trò chuyện với các bạn và trả lời một số câu hỏi thắc mắc của các bạn về việc skin care. Thì hy vọng là các bạn cảm thấy video này hữu ích và cùng mình gọi là làm đẹp, làm cho da của mình cảm thấy được săn chắc, thì sau đó mình make up lên thì da của mình sẽ đẹp, cũng giống như là mình sẽ đỡ cái phần mà che khuyết điểm không cả nhà.
Thì hy vọng là các bạn cảm thấy video hữu ích. Và nếu các bạn yêu thích video thì hãy nhấn like và subscribe cho kênh channel của mình nha. Cũng nhớ là những cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ những cái video clip sắp tới. Mình hứa hẹn là mình sẽ skincare nhiều hơn, cũng giống như là sẽ giới thiệu cho các bạn một số sản phẩm mình cảm thấy ưng ý. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video đến giờ phút này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.